Dương gia, quân lương giỏi thuần phục chim ưng. Có lẽ gần đây đã có trạm gác của họ. Mạc Nhiên, ngươi dẫn theo một đội quân tinh nhuệ, trèo đèo lội suối thăm dò tin tức. Dù Bạch cô nương sống hay chết, cũng nhất định phải tìm thấy. Mạc Nhiên tuân lệnh. Đóng cửa. Rõ. Phu nhân, người đang... Tình hình sao rồi? Quân tình. Bẩm báo phu nhân, thám tử hồi báo tốc độ hành quân của sở Bắc Tiệp nhanh hơn so với tưởng tượng. Cộng thêm cửa khẩu dân trường mở hết, nên đi đường thuận lợi, không gặp trở ngại gì. Thượng tướng quân cũng đã nhổ trại toàn quân xuất phát, nhưng mà có lẽ chưa kịp tới biên giới đã phải khai chiến. Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp. Phu nhân, có gì không ổn à? Truyền lệnh xuống, cấm bàn luận tình hình chiến tranh trong toàn phủ. Đặc biệt là không để Bạch cô nương biết. Nếu cô ấy hỏi thì cứ trả lời không biết. Dạ. Nào, Bạch cô nương, món ăn đủ rồi. Chờ một chút, phiền hai người đi mời tướng quân và phu nhân tới dùng cơm. Sáng nay tướng quân đã vào cung rồi, người nói tối nay không về ăn cơm. Nói lung tung gì vậy? Không biết đừng nói lung tung. Thơm quá đi. Nào, nhiều món ngon quá. Vịt om dưa chua, nấm đầu khỉ hầm, sơn dược lam mai, đều là món ăn ta thích. Ta thương tỷ gả tới nước Lương xa xôi, đặc biệt là một vài món mà tỷ thích ăn nhất. Xính Đình à, muội có hiểu cần kiệm hay không vậy? Muội làm nhiều đồ ngon như vậy, làm sao mà ta ăn hết? Thật sự là quá lãng phí. Được rồi, được rồi. Những món này đều là của tỷ, không ai tranh đâu. Dáng vẻ này của tỷ sẽ khiến họ cười đó. Ai dám cười ta chứ? Ai có thể làm được món ngon như vậy? Vẫn là Xính Đình đối với ta tốt nhất. Bạch cô nương này đúng là thông minh lanh lợi. Sau này ai lấy được cô ấy đúng là may mắn không kém gì hoàng thượng. Tiểu ni tử, em ăn nói lung tung gì vậy? Xính Đình nhà ta còn giỏi hơn nhiều. Muội ấy trên hiểu thiên văn, dưới tường địa lý, bấm ngón tay thôi là biết được kiếp trước của ngươi làm nghề gì. Đúng là quyền ảo. Hay là sau này chúng ta không gọi là Bạch cô nương nữa, mà gọi là Bạch tiên nữ. Bà lắm chuyện, càng nói càng xa vời. Mau lưu xuống đi, ta có chuyện muốn nói riêng với cô ấy. Dạ. Xính Đình à, đây là cái gì? Là món mà tỷ thích ăn nhất. Đẹp quá đi. Là muội làm cho ta à? Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Đa tạ sư phụ. Dương Phượng, con ở lại luyện đàn. Đừng lo cho cổ, đi thôi, đi ăn cơm thôi. Mau lên, mau lên.
Tỷ có đói không? Đây. Có ngon không? Rất ngon. Ta là Xính Đình, là thị nữ của Kính An Dương Phủ. Ta vào cung cùng với thiếu gia nhà ta. Tỷ tên là gì? Ta là Dương Phượng. Từ đó về sau, ngày nào ta cũng mong chờ tiểu Kính An Dương đưa muội vào cung. Chỉ cần muội vào cung là ta có món ngon để ăn. Nhưng mà ta vẫn không hiểu tại sao muội lại tốt với ta như vậy. Bởi vì ta đáng yêu à? Lúc đó ta muốn tỷ dạy ta chơi đàn, bái sư thì phải tặng quà gặp mặt chứ. Quá ra là vì chuyện này, muội làm ta quá đau lòng. Muội đó, từ nhỏ đã có nhiều tâm cơ như vậy. Vì sợ thì đói bụng rồi, muội còn phải nghĩ cách dỗ dành thiếu gia nhà chúng ta. Vài ngày lại tiến cung một lần. Xính Đình, nhớ lại lúc đó mọi người vui vẻ biết bao, tốt biết bao. Muội xem, chẳng phải bây giờ chúng ta lại ở cùng nhau à? Phu nhân, có thư của tướng quân. Người mau lui xuống đi. Dạ. Mau ăn đi. Tỷ không đọc thư à? Có gì hay ho đâu chứ. Chẳng phải là vài dòng thư như trước à? Chắc chắn là quân ấy hỏi có ngoan ngoãn ăn cơm không, có ngủ ngon không. Quân ấy là một người rất nhạt nhẽo, không có gì mới mẻ. Muội xem, ta lo nói chuyện với muội khiến bụng ta sắp nổ tung luôn rồi. Không được, ta phải về nằm nghỉ một chút. Lát nữa ta lại tới tìm muội. Lần này Lương Dương vội vã gọi tướng quân nhập cung là bởi vì quân Tấn tập kích. Sao tỷ không nói cho ta biết? Là bởi vì đối thủ của tướng quân là Sở Bắc Tiệp, đúng không? Xính Đình à, ta thật sự không muốn muội khó xử. Sao rồi? Tình hình sao rồi? Xính Đình à, ta biết lần trước Sở Bắc Tiệp đồng ý 5 năm không xâm phạm nữ quân sư của nước Yên chính là muội. Ta biết muội rất thông minh, rất có tính nhẫn nại. Nhưng mà lần này ta thật sự không muốn muội tự mình cuốn vào trong chuyện này. Dù muội lựa chọn bên nào, muội cũng đều sẽ khó xử. Xính Đình à, ta thật sự không muốn nhìn thấy muội gặp chuyện. Muội có thể là một cô gái bình thường không? Đó là chuyện của đàn ông, là ân oán giữa Đại Tấn và nước Lương. Mối ân oán này muội không nên gánh vác. Nói cho ta biết tình hình sao rồi? Muội không nghe thấy lời ta nói à? Được thôi, chắc vẫn chưa bắt đầu khai chiến. Vậy ta hỏi muội, nếu khai chiến, Sở Bắc Tiệp và Tắc Doãn, ai sẽ thắng chứ? Muội trả lời đi. Ta không rõ thực lực của Thượng Tướng Quân, vì vậy không thể trả lời. Không sao, ta biết rất rõ thực lực của tướng quân nhà ta. Quân ấy chắc chắn sẽ thắng. Quân ấy đã hứa nhất định sẽ trở về. Xính Đình à, ta nghĩ hai ngày nay chúng ta đừng nên gặp mặt nhau thì tốt hơn. Ta sợ ta không nhịn nổi tới cầu xin muội.
Báo. Bệ hạ, nói. Đại tướng quân cấp báo, thành Thanh Yển đã bị phá, quân địch trực tiếp tấn công Kham Bố. Thần đã dốc hết sức bố trí canh phòng, thề cùng nhau sống chết, dốc hết sức giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Đã 3 ngày rồi, tướng quân không gửi thư về, phu nhân cũng không ăn cơm 3 ngày liền. Bạch cô nương, nghe nói cô là bạn hồi nhỏ của phu nhân. Cô ấy không nghe chúng tôi, nhưng mà chắc chắn sẽ nghe lời cô. Mong bạch cô nương tới khuyên nhủ cô ấy. Dù sao thì cũng mong phu nhân giữ gìn sức khỏe. Để ta đi xem thử. Báo. Phu nhân. Dương Phượng. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Dương Phượng, thê tử của ta, nếu ta chết nơi chiến trường, nàng hãy gả cho người khác. Phu quân Tắc Doãn. Xính Đình à, mùi mở tủ quần áo giúp ta được không? Ta đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu như cô ấy không sống được, ta cũng không sống nổi. Bộ quần áo này là tướng quân tặng ta năm đầu tiên, rất đẹp. Ta không nỡ mặc. Nếu ta mất rồi, muội hãy trang điểm cho ta thật đẹp, có được không? Thì nói gì vậy, Dương Phượng? Tác Doãn có biết chuyện đứa trẻ không? Không biết. Tỷ tự mình sờ xem. Chỗ này có con của tỷ và Tác Doãn. Nó chỉ mới 2 tháng tuổi, cần sự bảo vệ và dỗ về của người mẹ nhất. Hứa với muội, ngày nào cũng phải ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, ngày nào cũng phải nói chuyện với con, hát cho con nghe. Tỷ nhất định phải để nó lớn lên khỏe mạnh, chào đời một cách thuận lợi. Đây chính là trách nhiệm của tỷ, có biết không? Dương Phượng, Xính Đình. Hôm nay ta sẽ tới gặp Lương Dương, nhất định sẽ giúp Tác Doãn thắng trận. Ta sẽ không để đứa trẻ vừa chào đời đã không có cha. Không. Không. Dương Phượng, tỷ là bạn tốt nhất của ta. Đây là việc duy nhất mà ta có thể giúp đỡ tỷ.
Tỷ cứ an tâm dưỡng thai. Xính Đình, Xính Đình, Xính Đình. Ngụy Đình, chuẩn bị xe ngựa. Dạ. Báo. Bệ hạ, bên ngoài có một cô gái cầm lệnh bài của đại tướng quân, muốn cầu kiến bệ hạ. Người tới có phải là phu nhân của thượng tướng quân không? Không phải. Cô ấy là Bạch Xính Đình, là bạn của thượng tướng quân. Truyền. Rõ. Dân nữ Bạch Xính Đình tham kiến bệ hạ. Dân nữ nhận sự quỷ thác của phu nhân tướng quân, đi tới Khám Bố cùng nhau thủ thành với thượng tướng quân. Đặc biệt tới đây trước, mong bệ hạ ban cho ta binh phù. Quan đường, ngươi từ chỗ quái quỷ nào tới? Người Bạch Lan, người Yên, dựa vào cái gì mà ta phải giao quân quyền cho một cô gái nước khác chứ? Ta chính là người đã định ra hiệp ước trong vòng 5 năm không xâm phạm nước Yên với Sở Bắc Tiệp. Lại là cô à? Vậy tại sao lại giúp chúng ta? Ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ta chỉ nói cho ngài biết, ta có thể giúp đỡ cho ngài. Dù bệ hạ có từng nghe nói tới ta, có tin tưởng thân phận của ta hay không, đều không quan trọng. Thành Khám Bố đã bị phá, thành đô cũng đang gặp nguy hiểm, sinh mạng của bệ hạ đang ngàn cân treo sợi tóc. Bệ hạ không còn lựa chọn. Tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng mà ngươi, bệ hạ phải đồng ý với ta ba điều kiện. Thứ nhất, không cho bất kỳ ai thăm dò lai lịch của ta. Thứ hai, nếu đại tấn bại trận rút quân, ta muốn lập tức rút lui. Thứ ba, bệ hạ phải cho ta quyền chỉ huy điều động ba quân. Ta chỉ hỏi cô có đối sách gì thôi. Nếu thực lực chênh lệch nhau, không thể nào giao đấu trực tiếp, mà chỉ có thể hoạt động ngầm, ra tay từ phía sau. Ta muốn hạ độc. Đại Lương ở nơi xa xôi lại vẫn luôn có tin tức. Ta tin rằng bệ hạ đã bố trí nội ứng, thăm dò tin tức khắp nơi trong cung. Muốn bỏ thuốc độc vào thức ăn của Tư Mã Hoằng cũng không phải chuyện khó. Việc khó là làm thế nào để cho hắn ăn được. Mỗi lần Tư Mã Hoằng dùng thiện, đều có người tiến hành kiểm tra từng món một. Thuốc độc thông thường chắc chắn không thể vượt qua. Nhưng mà ta có một cách phối thuốc có thể khiến người khác hôn mê 10 ngày không tỉnh, dù dùng cách nào cũng không thể kiểm tra qua. Mong bệ hạ hãy mau phái người nhanh chóng đưa tới cung của Tấn Dương. Bệ hạ, bệ hạ làm sao vậy? Chỉ cần đúng lúc Tư Mã Hoằng hôn mê bất tỉnh, bệ hạ, chúng ta truyền tin đồn rối loạn cung Tấn Dương. Sở Bắc Tiệp nhận được tin tức, chắc chắn lập tức lui binh, trở về thành Kiến An dẹp loạn. Bạch cô nương, an nguy của Đại Lương nhờ hết vào cô. Ta nhất định dốc hết sức mình. Tập kết binh lực, bố trí canh phòng. Báo, rõ, thượng tướng quân có khách cầu kiến. Bạch cô nương, sao cô lại tới? Đây là do ngươi giết à? Nhược Hàn, dẫn mọi người ra ngoài. Rõ, đi. Dương Phượng sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Phượng vô cùng khỏe mạnh. Ta nghĩ nếu ngươi chết rồi,
cô ấy sẽ vui mừng mang theo con trai của ngươi cùng nhau gả cho người khác. Con trai, Dương Phượng mang thai rồi à? Ngươi tưởng lúc ngươi viết bức thư này rất tiêu sái, rất có khí thế à? Ngươi có biết rằng bởi vì bức thư này của ngươi mà suýt chút nữa Dương Phượng đã tự sát. Một người đàn ông nếu ngay cả thê tử và con của mình cũng không thể nào bảo vệ, còn nói gì tới chuyện quốc gia đại sự. Một người đàn ông ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ được thì làm sao có thể bảo vệ quốc gia? Ngươi được xem là anh hùng gì chứ? Ngươi còn nhớ vật này không? Binh phù. Lương Dương đã giao vật này cho ta. Bây giờ ba quân nghe theo sự chỉ huy của ta, nhưng ngoài những người cần thiết không được tiết lộ. Mạc tướng tuân lệnh. Từ lâu đã nghe Dương Phượng nói cô chính là gia cát trong nữ giới, có chuyện gì xin cứ giao phó. Có lời này của tướng quân, Xính Đình đã yên tâm. Cô nương vất vả tới đây chắc là cũng đã có chủ ý. Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta chính là kéo dài thời gian. Có thể kéo dài thêm được một ngày thì hy vọng nhiều hơn một chút. Sở Bắc Tiệp vẫn là chiến thần đương thời. Trước đây ở Thanh Yển, ta đã từng lĩnh giáo công phu của hắn. Nếu như người này tấn công mạnh mẽ, sợ rằng chúng ta không thể kéo dài thời gian. Nếu như hắn chủ động xuất binh, chắc chắn Kham Bố sẽ bị phá. Vì vậy chúng ta cũng không thể ngồi im chờ chết. Ta buộc phải chủ động tấn công. Lương và Đại Tấn, trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Quân Tấn đột nhiên khởi quân tấn công, vô cớ xuất binh, trái lại ý trời. Chiến sĩ Đại Lương bắt buộc phải quyết chiến tới cùng. Vô cớ xuất binh, rốt cuộc là có danh hay vô danh? Tốt nhất ngươi nên hỏi thử đại dương của ngươi, hoặc là sau khi ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi hỏi hắn. Hàng chục thương đoàn của Đại Tấn, hàng trăm lương dân, hàng vạn tiền tài đều đi đâu hết rồi? Đại lương ngươi phá quân giết người cướp của, làm loạn con đường giao thương của Đại Tấn, ăn nói sằng bậy, trước giờ ta chưa từng nghe qua. Nếu ngươi có thể chứng minh kẻ giết người cướp của không phải quân Lương, Sở Bắc thì ta sẽ lập tức lui quân. Nhưng trước đó thứ cho ta khó làm trái lệnh. Giết! Giết! Chắc tướng quân cũng quen thuộc địa hình chỗ này. Bách Lý Mậu Lâm. Đúng. Quân Tấn mạnh vô cùng, nhưng quân Lương cũng không phải yếu, sức mạnh chênh lệch không quá lớn. Sao quân Lương lại liên tục bại trận? Quân Lương ta thiện chiến, nhưng Sở Bắc Tiệp quá mạnh. Lần đầu giao đấu, Sở Bắc Tiệp đã đích thân ra trận. Quân Lương ta phái mãnh tướng hàng đầu Mông Sơ, kết quả bị hắn đánh ba chiêu thì chém rơi ngựa. Nếu thượng tướng quân xuất trận, kết quả sẽ ra sao? Trong vòng 10 chiêu có thể chống đỡ.
Rút. Nếu thượng tướng quân không ngang sức thì không cần phải hiếu chiến. Sở Bác Tiệp thấy người rút quân chắc chắn sẽ thừa thắng đuổi theo. Mà địa hình mà hắn không quen thuộc chính là điểm đến của chúng ta, Bách Lý Mậu Lâm. Đuổi theo, mau lên. Ta hiểu rồi. Bụi gai mọc thành từng cụm trong mậu lâm, cành lá bao quanh. Nhưng mà chiến mã của chúng ta có thể hình thấp bé, tay chân có lực. Trong hoàn cảnh như vậy chắc chắn sẽ càng linh hoạt hơn. Nếu như có thể mở rộng thêm mảnh đất phía trước Khám Bố, dẫn dụ chúng vào trong mậu lâm, lợi dụng ưu thế dương đông kích tây, thì chưa chắc chúng ta không thể thắng. Rút lui. Thắng lợi, thắng lợi. Cuối cùng chúng ta cũng thắng một trận. Mọi người đừng lơ là mất cảnh giác. Chúng ta vẫn còn phải cố gắng bền bỉ. Dù hôm nay chỉ là một trận chiến thắng nhỏ bé, nhưng mà thực tế chứng minh Sở Bác Tiệp không phải là chiến thần bất bại. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Từ nay về sau, dù là ai đi nữa, nếu dám xâm phạm đại lương chúng ta, chúng ta nhất định phải nắm chặt tay, đuổi chúng ra khỏi đại lương. Đúng, đuổi chúng cút khỏi đại lương. Dương Phượng, quả nhiên tỷ hiểu ta nhất. Dù ta giúp ai đều không thoát khỏi nỗi đau thấu tim. Nhưng có lẽ đây là số mệnh của ta. Dương gia, Dương gia, đã nhận được tin chính xác. Bạch cô nương đã được Tác Doãn cứu. Trời xanh có mắt, Sính Đình chưa chết, tốt quá rồi. Nhưng mà nghe quân lương truyền tai nhau rằng bây giờ trong quân có một nữ quân sư bí ẩn. Nếu Mạc Nhiên đoán không nhầm, vị nữ quân sư này chắc chắn là cô ấy. Dương gia, nếu đúng là cô ấy thì chúng ta đánh hay là không đánh? Trận chiến hôm nay thật sự không giống với tác phong của Tác Doãn. Các trận tiếp theo càng trở nên thú vị hơn. Như vậy có gì mà thú vị chứ? Bách Lý Mậu Lâm khiến binh sĩ chúng ta chịu thiệt, nhưng mà cũng có thể để ta phát hiện một thứ rất tốt. Đây chẳng phải chỉ là một cành cây à? Đây gọi là cây tam hoa. Bách Lý Mậu Lâm ở đâu cũng có, nhưng Sính Đình chỉ dùng nó giữ chân chiến mã chúng ta. Xem ra cô ấy vẫn không biết điểm lợi hại hơn của cây này. Có câu nói là gậy ông đập lưng ông, ta phải dùng nó để đáp trả lại. Sính Đình, ta tin rằng cô sẽ không làm cho ta thất vọng. Bây giờ chúng ta chiếm được tiên cơ, nhưng mà trên trận cờ đã không còn nhiều quân cờ. Nhưng mà trận thắng này vô cùng quan trọng. Bây giờ sĩ khí của tướng sĩ đều được nâng cao, mọi người vô cùng có niềm tin. Mặc dù vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng mà những ngày tháng tiếp theo Sở Bác Tiệp chắc chắn không dễ dàng gì. Đúng rồi, có một chuyện ta muốn hỏi Bạch cô nương. Là chuyện gì? Cô có biết
Tại sao quân Tấn lại bỗng nhiên tấn công Đại Lương? Tại sao à? Hôm nay trước khi ta và Sở Bắc Tiệp cùng nhau giao chiến, hắn đã nói rằng số lượng lớn thương nhân Đại Tấn đã bị quân Lương giết hại. Dường như chính vì chuyện này nên mới xuất quân. Nhưng mà ta lại không hề hay biết. Dù ta ẩn cư đã lâu, nhưng mà ta không thể không biết chuyện tình trong quân doanh. Bạch cô nương có biết không? Không có chìa khóa, sao cô có thể mở? Sao đây? Ngoan ngoãn dùng thuốc nghỉ ngơi đi. Ta đi trước. Chưa từng nghe nói tới. Ta sẽ phái người điều tra rõ mọi chuyện. Hôm nay Sở Bắc Tiệp thua trận, chắc chắn sĩ khí sẽ giảm. Hắn sẽ không nhanh chóng phát động tấn công. Bạch cô nương vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi sớm. Mạc tướng cáo lui. Thượng tướng quân không cần đa lễ. Tỷ tỷ, xin tỷ đừng đi mà. Tỷ tỷ, thiếu gia. Công chúa, Hà Hiệp mạo phạm công chúa, mong công chúa thứ tội. Xin lỗi tướng quân, là bổn cung quá đường đột, đã làm phiền tướng quân. Ta thật sự sợ làm người bị thương. Trời cũng đã muộn rồi, ta đưa người về nghỉ ngơi. Ta không ngủ được, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Chẳng phải ngươi cũng không ngủ được à? Lẽ nào công chúa có tâm sự gì? Sao vậy? Ngươi nhìn ra rồi à? Để ta đoán thử xem. Chắc có lẽ là ngày mai phải về Dương Cung, nên là không ngủ được. Công chúa, dù người quay về Bạch Lan, nhưng mà mỗi tấc đất ở đây đều là nơi xa lạ với người. Người có quản lý tốt Bạch Lan hay không? Gia đình trước đây của người bây giờ biến thành thế nào rồi? Mọi thứ đều không thể biết. Đúng chứ? Ta muốn nói người biết. Ta cũng giống như người. Hà Hiệp ta không có người thân ở Bạch Lan, không nơi nương tựa. Mỗi tấc đất ở Bạch Lan đối với ta vô cùng xa lạ. Ta có thể đứng vững hay không, càng là chuyện không thể biết trước. Hóa ra tướng quân cũng lo lắng về tương lai. Ta còn tưởng không sai. Công chúa, nỗi lo của người thực ra chính là nỗi lo của Hà Hiệp. Chúng ta không nên nương tựa, không có đường lui. Nhưng mà công chúa à, ta muốn nhắc nhở người. Chúng ta nên cất giấu sự lo lắng này, giữ kín trong lòng. Đừng để người khác nắm được điểm yếu. Dù sao chúng ta vẫn còn có nhau, có thể giúp đỡ nhau. Người có thể coi ta là người tri âm, có chuyện gì cũng có thể cùng ta tâm sự. Tri âm mà. Đúng, chúng ta có thể làm tri âm của nhau. Ta có thể chia sẻ nỗi buồn cùng với người. Chuẩn tấu.
Hà hiệp lãnh chỉ. Công chúa, tối nay trăng đẹp như vậy, chúng ta uống vài chén rượu nha. Được chứ? Nào, cẩn thận. Người chờ ta một chút. Nào, mời. Ta xin lỗi. Cho ta chút thời gian. Ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà ta đồng ý. Công chúa à, ta đưa người tới bên ngoài thành Vân An, ta sẽ không nhập cung. Tại sao chứ? Bởi vì bây giờ dù Tấn Lương đã khai chiến, nhưng mà hai bên ai thắng rồi đối với Bạch Lan đều không hề có lợi. Tốt nhất cả hai bên đều thua. Nhưng mà chuyện thắng thua của họ có liên quan gì tới chuyện ngươi có về cung với ta hay là không? Đương nhiên có liên quan. Trước khi ta vào triều sẽ chuẩn bị thật nhiều lễ vật cho ngươi. Ta hiểu rồi. Vậy ta nhất định sẽ đợi ngươi trở về. Được. Công chúa, ngươi có muốn xem Bạch Lan của mình không? Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Đi đâu không quan trọng. Dù sao dưới chân chúng ta đều là đất của Bạch Lan. Bạch Lan rộng như vậy, đi chậm thế này sao có thể ngắm hết. Tăng tốc đi. Ngươi phải nhớ đường giúp ta nha. Được. Đây chính là Bạch Lan mà lâu rồi ta không gặp. Tướng quân, lời hôm nay ngài nói đều đúng. Quả thật trong lòng của bản cung rất bất an. Tình hình trong Vân An cung có thể còn phức tạp hơn ta nghĩ. Công chúa có gì muốn nói thì nói ra đi. Nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Dương huynh ta vừa băng hà, Quý tự tướng đã đón bản cung từ Đại Lương trở về chấp chính. Trước đây Dương huynh vẫn luôn áp chế Quý tự tướng. Quý tự tướng ắt sẽ mượn cơ hội này trở mình lập kế hoạch lớn. Nhưng mà trong triều vây gánh của Dương huynh nhiều, cho dù bản cung không muốn nắm quyền thì bọn họ cũng sẽ mang lòng hoang mang. Cho nên
ngày tháng ở trong cung sau này sợ là... Công chúa, người xem dương triệu bạch lan của người đẹp biết bao. Những sông núi này đều là của người hết. Bách tính, mỗi thần tử trong cung cũng đều là của người. Ý của tướng quân là Bạch Lan nhiều năm quân lực yếu ớt, không có tướng có thể dùng, vì vậy không thể tấn công bên ngoài được. Trước mắt công chúa không có người đông triều, dựa vào quý gia, nội không thể loạn. Sau khi công chúa trở về, việc cần làm tốt là một chữ thủ thôi. Thủ giữ giang sơn của người, thủ giữ bách tính của người, thủ giữ bản thân của người. Công chúa, lẽ nào người không nghĩ như vậy hay sao? Các người tìm thế nào vậy? Một người đang sống sờ sờ sao lại không thấy nữa? Không tìm thấy công chúa, các người đừng ai mong sống sót. Dân, quý tướng quân, quý tướng quân, bẩm báo tướng quân, chuồng ngựa thiếu hai con ngựa, có lẽ là Hà Hiệp đưa công chúa đi rồi. Ngay từ lúc đầu ta đã biết rồi, tiểu tử này chắc chắn có vấn đề. Truyền lệnh xuống, chặn đứng cho ta toàn bộ cửa ra ngoài. Chỉ cần ở trong ranh giới Bạch Lan, ta không tin không bắt được ngươi. Dân, công chúa, công chúa, tỉnh dậy sớm ra ngoài đi dạo rồi. Chuyện gì khiến cho quý tướng quân quy động quân lính thế này chứ? Sau này công chúa ra ngoài, bên cạnh phải có người bảo vệ. Nơi này ở bên trong giới Bạch Lan của ta là có sự bảo vệ của Hà tướng quân, có gì phải lo lắng? Nghỉ ngơi một lát, chút nữa xuất phát. Dân, các người đã đi đâu? Vì sao ta phải nói cho người biết? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có âm mưu với công chúa. Ngươi chỉ là một con chó lang thang không nhà để về thôi. Công chúa chỉ đáng thương ngươi mà thôi, cũng tốt hơn là ghét. Quý tướng quân, trước vào thành Dân An, xử lý tên tiểu tử này cho ta. Tiểu tử này có chút công phu, đừng có làm cứng quá. Dân, nương nương vàng an, lúc này chỉ có hai người chúng ta, phụ thân cần gì đa lễ như vậy chứ? Đứng lên đi. Dân, kim đan mới bào chế quả nhiên có hiệu quả, sức khỏe của hôn dương đó ngày càng kém đi. Một đám thái y cũng không điều tra ra nguyên nhân. Hiện giờ sẽ bắt tiệp xuất binh tấn công Lương, không ở trong triều, sao chúng ta không nhân cơ hội nhanh chóng ra tay đi? Đường đường, người muốn làm được đại sự phải bình tĩnh, không được nóng vội. Ý của phụ thân là xin đường đường suy xét tỉ mỉ. Hiện giờ tuy trấn Bắc Dương không ở trong triều, nhưng mà cuối cùng vẫn có một ngày về triều. Cho dù chúng ta ra tay có thành công đi nữa, chỉ cần sẽ bắt tiệp hắn về triều thì chắc chắn sẽ nhắm mũi giáo về phía ta và người thôi. Chúng ta ra tay lúc này tuy có thể thắng đó, nhưng mà chỉ cần sợ bắt tiệp vừa về vẫn là thua thôi. Cho nên cái khó của ta và người không phải là bệ hạ, mà chính là sợ bắt tiệp kia. Người muốn giết hắn, không có cách khác sao? Vậy thì phải xem đương đương rốt cuộc có thể khuyên được Sở Bắc Tiệp để cho hắn hiến mạng cho chúng ta hay không thôi. Nếu như không được, diệt cỏ tận gốc là chuyện bắt buộc phải làm. Chỉ là cần diệt trừ Sở Bắc Tiệp là khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Sớm biết ngày hôm nay, ban đầu cần gì phải làm như vậy? Nếu người ta lấy là Sở Bắc Tiệp, hôm nay sao phụ thân lại phải đau đầu như vậy chứ? Với thân phận hiện giờ của ta,
Muốn ta đi khuyên hắn làm gì? Vì ta bằng cách nào đi? Sao? Lẽ nào nương nương đã thử rồi hay sao chứ? Sao bắt tiệp nói thế nào với nương nương? Người biết hắn sỉ nhục ta thế nào hay không? Nương nương bất giận là vi phu suy nghĩ không chu toàn, khiến cho nương nương chịu ấm ức. Giờ đây nương nương thân thể nghìn vàng, có thể bỏ xuống vị trí tôn quý để lôi kéo hắn, đúng là quá để mặt. Chỉ trách sợ bắt tiệp đó không biết tốt xấu thôi, tội đáng muôn chết. Nương nương cứ yên tâm đi, tất cả giao cho vi phu xử lý. Mời nương nương xem, đây là Lương Vương nhờ người gửi tới một bức thư cho vi phu. Hắn vậy mà lại có một ý tưởng tuyệt diệu. Sẽ bắt tiệp hiện giờ đang khai chiến với Lương Vương là thời cơ tốt để ra tay. Ta đã giao việc xuống dưới rồi, cho nên nương nương cứ yên tâm, tuyệt đối không làm bẩn tay nương nương. Vi phu nói cho người chỉ là để trong lòng người yên tâm thôi. Lúc cần thiết có thể thay ta dẫn dây bắt cầu, thuận nước đẩy thuyền, mượn đao giết người. Con gái có vài chuyện không thể miễn cưỡng được, nên cắt thì cắt đi, nên giết thì phải giết. Nương nương, muốn giữ lại nó làm chứng cứ sao? Sở bắt tiệp đều là do ngươi ép ta thôi. Bạch cô nương, quân Tấn đang ở đóng quân cách dặm về phía đông nam. Thành Kham Bố đã hoàn tất bố trí canh phòng, cho dù quân Tấn tấn công chúng ta cũng có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Toàn bộ tướng sĩ trên dưới thành Kham Bố nhất định sẽ không tiếc tất cả mà thủ thành, chỉ đợi kế hoạch của cô nương thành công, Dương cung đại tấn nổi loạn, sợ bắt tiệp sẽ rút binh. Nhưng đã hai ngày rồi bên quân Tấn không có chút động tĩnh, hiện giờ đến ta cũng không đoán ra bước tiếp theo hắn sẽ đi nước cờ như thế nào. Báo thượng tướng quân, Bạch cô nương, qua trinh sát của bên ta, mỗi ngày quân Tấn nghỉ ngơi như thường, nhưng mà có một nhóm bộ binh sáng sớm mỗi ngày đi vào trong rừng Bách Lý, nửa đêm mới quay về. Lại là rừng Bách Lý nữa. Sở bắt tiệp sai người vào rừng Bách Lý làm gì? Có điển tịch nào liên quan đến rừng Bách Lý và Kham Bố? Có, ta quay về bảo người mang tới cho cô nương. Rừng Bách Lý, sợ bắt tiệp là bất cứ việc gì đều có mục đích của hắn ta, chúng ta cũng không thể buông lỏng. Tướng quân có thể lập tức cử một đội binh sĩ lặng lẽ vào rừng Bách Lý thăm dò. Được, ta lập tức cử người đi thăm dò đi. Đứng lại đó. Sao còn nhiều sách thế? Những sách này đều là thứ cô nương cần. Để bên đó đi. Cô nương đọc sách nhanh quá. Đúng thế, đọc nhanh như gió. Lùi xuống trước đi.
phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tuyệt đối không được qua loa, nhất định phải bố trí canh phòng cẩn thận. Dân. Tướng quân, Bạch cô nương dậy rồi sao? Bạch cô nương cả đêm không ngủ. Cái gì? Cả đêm không ngủ? Ta thật sự lo cho sức khỏe của Bạch cô nương, chịu không nổi. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Ta biết rồi, là ông độc. Ông độc, mời thử tướng quân xem. Trong sách cổ này sớm đã viết, trong đường Bách Lý có một loại ong độc đặc trưng. Tính độc của nó rất mạnh, có thể lấy đi tính mạng của con người. Sở dĩ sống trong đường Bách Lý là vì trong đường Bách Lý có cây tam hoa mà nó thích nhất. Chất độc của cây tam hoa có thể khiến cho ong độc điên cuồng. Dùng nước này rắc uống thuốc lại có thể giải độc. Muốn tấn công thành, chỉ cần dùng cây tam hoa làm cung tên bắn vào khăm bố, lại thả lượng lớn ong độc, tướng sĩ canh giữ chắc chắn thương vong quá nữa. Để sau khi ong độc đi hết, quân tấn lại tấn công, lập tức có thể đột phá phòng tuyến cuối cùng của quân Lương. Có điều, ngày trước người muốn vào rừng Bách Lý đều sẽ dùng cành lá cây tam hoa sắc thuốc để uống, phòng bị ong độc tấn công. Chỉ cần các tướng sĩ của quân Tấn uống trước thảo dược này thì không lo bị ông độc cổ thương nữa. Giả sử sợ bất tiện muốn dùng ông độc tấn công quân ta, nhất định sẽ sai người âm thầm chặt cây rừng. Và vì tránh khỏi mật thám của ta, bọn họ bắt buộc sắc thuốc tại chỗ. Vậy mà còn có kế sách này hay sao? Đúng, kế sách thế này tôi có vẻ như khó tin, nhưng mà đây cũng hoàn toàn là điểm đáng sợ nhất của hắn. Sở bất tiệt giỏi nhất chính là nhập gia tùy tục, sở trường dùng binh lực ít nhất, đạt được hiệu quả tốt nhất. Danh hiệu chiến thần này cũng không phải là hư danh. Trên sa trường có thể làm kẻ địch giới tướng tài như vậy, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đi? Đúng vậy. Tướng quân, khởi bẩm tướng quân, mặt tướng đã điều tra rồi. Rừng Bách Lý phát hiện quân Tấn ở trong chặt cây tam hoa sắc thuốc. Bọn họ giữ lại vẻ rậm rạp bên ngoài của rừng cây. Nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra được, cành cây bị chặt đã khô rồi. Sợ là đã bắt đầu từ mấy ngày trước. Quả nhiên như cô nương sở liệu. Truyền lệnh, cắt hết cây tam hoa còn lại trong rừng Bách Lý về đây cho ta. Dân, không cần nữa. Sắc nước cây tam hoa chỉ cần thời gian một ngày rưỡi. Nếu như bọn họ bắt đầu chặt cây từ hôm kia, e là đã làm xong từ lâu rồi. Trời đã sắp sáng rồi. Vậy ý của cô nương là thượng tướng quân cũng không cần phải lo lắng. Ngày chính định xuất phát từ Cô Tang đã dự liệu sẽ có ngày hôm nay. Ở trên chiến trường gặp phải người của sở bất tiệp, không có một ai mà không đau đầu. Chúng ta không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Nói như vậy, thượng tướng quân bắt buộc phải tìm được một cây đàn ở thành Kham Bố. Cây đàn không thiếu dây, có thể đàn. Cái gì? Ai cũng uống. Dân, được. Đều uống đi. Dân, bằng không sẽ bị ông độc đốt đấy. Dân, sau khi uống xong qua bên đó lấy tên, mang hết lên. Mang hết lên đi. Nào của ngươi. Được rồi, được rồi. Nhớ lấy, nhất định phải dùng theo lệnh. Biết rồi, dân, hiểu không? Nhớ lấy đấy. Người tiếp theo. Nào, nhanh lên, đưa tôi một bao. Nhanh cầm lấy. Mang lên. Được. Cái này, cầm lấy. Đây.
Dương gia, ông độc tính khí hung dữ, một khi tấn công, e là đến Bạch cô nương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngài thật sự muốn làm thế này hay sao? Mang theo hết số thuốc giải còn lại đi. Có điều ta nghĩ là có lẽ không dùng đến. Tối qua mật thám của quân lương vào rừng trinh sát, cho thấy cô ấy đã đoán ra kế sách của ta rồi. Chỉ cần cô ấy có thể đoán ra thì nhất định có thể ngăn cản. Nếu cô ấy dám đến thành Khâm Bố thì Sính Tình sẽ không khiến cho ta thất vọng. Dương gia, đã đến giờ rồi. Ta đã rất lâu không tràn trề nhiệt huyết, tràn ngập mong đợi như bây giờ. Ngày mai nhất định là một ngày rất đặc biệt. Chiến dịch công thành Khâm Bố sẽ trở thành chiến dịch ta cả đời khó quên. Ta quyết phải có được. Xuất phát. Dân
Đây chính là kế hay chống địch của nàng hay sao? Tắc Doãn chán sống rồi hay sao chứ? Lại lệnh cho một mình cô xuất hiện trước mặt hàng vạn đại quân của ta. Lúc ta không có mặt, nàng để mặc họ chà đạp nàng thế sao? Dương gia, Sính Đình mới là chủ soái của trận này, không có bất kỳ liên quan gì đến Tắc Doãn tướng quân, sao lại nói chà đạp ở đây? Lại nói, bất kể kế sách tốt hay xấu, chỉ cần có thể khiến cho Dương gia lui binh thì chính là kế sách hay rồi. Sính Đình không phải là đã làm được rồi hay sao? Kế công tâm, to gan ngông cuồng. Nếu là Dương gia thật sự dùng kế ông độc hại chết Sính Đình, chứ còn bắt theo dõi của mọi người, thì e là sẽ kích động phần diệt quyết cuối cùng của quân Lương. Đến lúc đó, cho dù các ngài có thể lấy được thành Kham Bố, toàn bộ quân doanh trong thành, e là đều sẽ khiến cho các ngài thương vong nặng nề. Lại nói, nếu như bách tính nước Lương biết một nữ nhân như ta vì bảo vệ cho thành Kham Bố mà bị ngài tàn nhẫn hại chết, hắn là toàn bộ bách tính và tướng sĩ nước Lương đều sẽ dùng lên phản kháng. Sự dũng mãnh của người lính bi thương, Dương gia hiểu rõ hơn ta chứ. Nếu như kích động nhiệt huyết của người dân một nước, cho dù có binh mạnh hơn nữa, sợ là Dương gia cũng không trấn áp nổi đâu. Cho nên nàng liền dùng bản thân mạo hiểm. Nếu không phải Dương gia đưa ra kế sách mới lạ, thì Sính Đình cũng sẽ không đưa ra hạ sách này đâu. Quả đúng là hạ sách. Nàng ép ta lui binh, đồng thời cũng thông cáo với toàn thiên hạ rằng vết thương chí mạng của sở Bắc Tiệp ta. Qua trận chiến này, tất cả mọi người đều sẽ biết người trong lòng sở Bắc Tiệp ta. Bất kể làm chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không khiến cho Bạch Sính Đình trở thành vật hy sinh của ta. Ngươi là ai? Trấn Bắc Dương lệnh cho ta tiễn cô lên đường, sẽ không khiến ta thành vật hy sinh sao? Sính Đình vốn tưởng rằng lời Dương gia nói câu nào cũng là thật lòng hết, không ngờ cũng chỉ có thể cười bỏ qua mà thôi. Dương gia dỗ ta như vậy, lẽ nào là vì sợ thua hay sao? Bản Dương hỏi nàng, Tấn Lương đại chiến có liên quan gì đến nàng? Vì sao lại muốn giúp cho người Đại Lương? Đại Lương không hề có thương đội đi cướp giết Đại Tấn. Không có, không có. Xem ra nàng đã biết ai là người đứng sau đẩy trận chiến này rồi. Nếu là chủ công Đại Tấn không muốn chiến, thì ai có thể đẩy được? Chúng ta là chủ của mỗi bên, lập trường khác nhau. Ta cũng không ép nàng. Trận này nàng thắng rồi, ta thua nàng 3 canh giờ. Lần sau ta nhất định sẽ tận tay bắt sống nàng. Sính Đình nhất định sẽ cố hết sức không để cho Dương gia thất vọng đâu. Thành Kham Bố đã là một thành trống, mà quân Lương cũng di chuyển tới rừng Bách Lý. Kế không thành của nàng đã diễn xong rồi đấy, còn một mình ở lại đây làm gì? Nơi này không gần rừng Bách Lý, lên ngựa đi, ta tiễn nàng một chuyến. Đa tại ý tốt của Dương gia, không cần đâu, Sính Đình tự mình biết đi. 3 canh giờ sau chúng ta mới là kẻ địch với nhau. Đến lúc đó ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Đi đi.
Đi đi, tiễn nàng đến đây thôi. Ta không chào hỏi Tất Doãn nữa. Dù sao sẽ rất nhanh có thể gặp nhau. Sao vậy? Nhìn ta như vậy không nỡ hả? Hay là muốn đi cùng ta? Ta chỉ đang nghĩ, ngài là kẻ địch đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Hoàn toàn không nhìn rõ rốt cuộc trong lòng của ngài đang nghĩ gì. Trái tim của ta hoàn toàn mở rộng với nàng. Chỉ xem nàng có chịu đi vào xem hay không. Nàng xem, nàng cũng không chịu xem, lại oán giận, không nhìn rõ trong lòng của ta đang nghĩ gì. Hai quân đấu nhau, ngài và ta là chủ soái hai bên. Dưới xin Dương gia đừng nói lung tung. Mỗi lời ta nói với nàng đều là thật hết. Ngài tự mình thu xếp đi. Buông ra. Sợ bắt tiệp. Ngài đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta nợ ngài quá nhiều. Nếu như trận này ngài thực sự chết vì ta, ta nhất định sẽ đi cùng ngài, dùng tính mạng này bồi thường cho ngài. Dương gia, cuối cùng ngài đã về rồi. Vừa rồi chiêu đó của Bạch cô nương thật sự là quá nguy hiểm. Giả sử Dương gia ra tay, vậy không phải là để lại ấn tượng dùng độc hạ chết nữ nhân tay không tất sắc với người đời hay sao? Dương gia là minh tướng quang minh lỗi lạc, một khi mang tiếng xấu, vậy không phải là đã kích nghiêm trọng khí thế trên dưới hùng hồn của quân ta sao? Thật không ngờ Bạch cô nương không ra tay thì thôi, vừa ra tay là không chút lưu tình. Còn may ngài chưa hạ lệnh công thành. Cho dù không có những lý do này, bản vương cũng sẽ không hạ lệnh công thành đâu. Mất đi Bạch Sính Đình sẽ là đáng tiếc nhất của Sở Bắc Tiệp ta. Chỉ một thành Kham Bố nhỏ bé sao có thể bằng nửa cộng tóc của nàng ấy? Không phải. Vậy Dương gia, rốt cuộc chúng ta đánh hay là không đánh đi? Đánh. Ba canh giờ sau xuất binh. Không đúng Dương gia. Cho dù không dùng ông độc, chỉ cần Bạch cô nương một mình đứng trên thành là chúng ta không phát động được tấn công. Chỉ cần bắn loạn tên lên trên thành cũng có thể khiến cho cô ấy vào chỗ chết. Ai nói chúng ta sắp công thành? Không công thành nữa hay sao? Lệnh cho toàn bộ binh sĩ chuẩn bị đầy đủ lương thảo nước uống. Chúng ta phải vào rừng Bách Lý. Rừng Bách Lý. Nếu như đổi thành ngươi là chủ soái quân lương, ngươi sẽ ứng phó với quân Tấn như thế nào đi? Dương gia, hành quân đánh trận, đóng quân ở ngoài, trước giờ được lựa chọn gần nơi sông và khe suối để tiện cho binh sĩ chiến mã lấy nước uống và sử dụng, sẽ chiếm lấy nguồn nước ổn định trước, hạ độc trong nước, khiến cho quân địch mất đi lực chiến đấu. Sau đó là lợi dụng núi rừng hiểm hộ, phân tán du kích, ngăn cản quân ta lên núi.
Thượng tướng quân, Bạch cô nương, Sở Bất Tiệp đã đưa người vào rừng, hiện đã đến dưới núi Điển Thành Phong. Dưới Điển Thành Phong, vừa rồi ta và Thượng tướng quân bàn bạc, hắn ở đỉnh núi Điển Thành Phong dựng trại đóng quân. Nơi này chính là nguồn nước của 6 con suối sạch của Điển Thành Phong. Nhược Hàn tướng quân, bây giờ ngài lập tức cử người đến eo núi, hạ độc ở giữa 6 con suối sạch, cắt đứt nguồn nước của quân địch. Bạch cô nương, kế hay. Sở Bất Tiệp vào đường Bách Lý không hề hiểu về địa thế bản địa. Trước khi bọn họ làm rõ thì chúng ta hạ độc vào nước trước. Một khi cắt đứt nguồn nước chảy, bọn họ nhất định không chống đỡ được bao lâu. Đến lúc đó không thể nào tìm được nguồn nước không có độc, sẽ là trong quân chỉ còn lại chút hơi tàn thôi. Lòng quân tan tác, đến lúc đó chúng ta dưới sự yểm hộ của sắc trời dẫn quân giết vào, cũng để cho Sở Bất Tiệp nếm thử sự lợi hại của Nam Di Đại Lương. Điển Thành Phong là nơi cao của rừng Bách Lý, cũng là nguồn nước của toàn bộ hệ thống nước trong núi. Tướng soái quân lương chắc chắn sẽ dựng ở đỉnh núi. Truyền lệnh xuống, cấm bất kể ai uống nước suối trong núi. Chiến tranh, thứ chiến là người, thứ tính là lòng người. Chiêu này của ta nếu như dùng trên người khác chắc chắn có thể thành công, nhưng mà nếu như dùng với Sở Bất Tiệp, ta cũng không nắm chắc mấy phần. Cô nương, vì sao dùng với người khác thì được, dùng với Sở Bất Tiệp lại không được? Chỉ vì hắn là Sở Bất Tiệp. Nếu như đối thủ của chúng ta không phải Sở Bất Tiệp, đã không cần phải khổ chiến ở đây từ lâu. Rừng Bách Lý ngay theo dãy núi Khám Bố dài gần 100 dặm, phạm vi cực rộng. Cho dù quân Bạch có hơn 50.000 quân, nhưng mà một khi ẩn nấu ở trong rừng, nếu tìm theo cách thông thường, chúng ta muốn biết tung tích của bọn họ cũng khó như lên trời. Sở Bất Tiệp suy nghĩ chu toàn, hắn lần đầu tới Khám Bố đã ở rừng Bách Lý chịu thiệt ta một lần, sau đó lập tức nghĩ tới dùng được Bách Lý phản công, còn nghĩ tới dùng ông Độc công thành, kế sách này hại chúng ta suýt trúng kế. Bây giờ đây sao hắn có thể không cử người đi thăm dò rõ ràng trước, nắm vững địa hình rừng Bách Lý chứ? Mặc nhiên, ngươi chia binh lực quân ta thành 6 nhánh, yểm hộ lẫn nhau, thông tin cho nhau. Riêng biệt men theo 6 mạch nước của Điển Thành Phong, lập nơi doanh trại, nhưng mà không được đóng quân. Chắc chắn quân lương sẽ phái mật thám tuần tra bên ngoài. Chúng ta chỉ cần xuất hiện trước mặt của bọn họ thì bọn họ sẽ chủ động đến tập kích. Đợi rắn ra khỏi động, cho hắn một đòn phủ đầu. Nếu chúng ta cho rằng chỉ chiếm một nguồn nước là có thể khiến cho Sở Bất Tiệp thất bại, vậy thì tối nay người bị bắt có thể là chúng ta. Cô đừng nói phải lắm, là bọn ta đã nghĩ quá ít. Tướng quân, vậy xin ngài lập tức cử mấy tốp người ra ngoài thăm dò quân địch đóng quân ở đâu. Một khi có tin tức lập tức báo cáo, càng vào lúc này chúng ta càng phải cẩn thận tỉ mỉ hơn. Dương gia, đây chính là kế dụ địch, cũng không tránh được nguy hiểm quá lớn. Cho dù quân ta men theo sông dựng doanh trại, đây cũng chỉ là đang dựa vào vận may, càng không thể biết được bọn họ trong thời gian ngắn sẽ tấn công chúng ta. Dương gia, cái này thích hợp nhất với vòng quanh với quân địch, nhưng mà lương thảo và nước uống của ta đều rất có hạn. Một khi dùng hết, vậy không phải đang trúng ý nguyện của quân địch hay sao? Dương gia, vì sao không tốc chiến tốc thắng? Nếu có thể không chiến mà tốc thắng, không phải là càng hay hơn hay sao? Không chiến mà tốc thắng hay sao? Ngoài chuyện này ra, quân ta cũng nên cử ra đội ngũ nhỏ tản ra khắp nơi trong rừng, đi tìm kiếm tung tích của quân địch. Một khi phát hiện doanh trại của địch, bắt đầu gây rối từ mọi hướng, như vậy cũng có thể làm mơ hồ tầm mắt của quân địch, khiến cho họ không biết rốt cuộc chúng ta đóng quân ở đâu. Trong lúc quấy rối cũng có thể khiến cho quân địch dùng thuật phân thân để kéo dài thời gian. Chúng ta đã cắt đứt nguồn nước của quân địch, cộng thêm chiến thuật kéo dài như vậy, cuộc chiến này đã thắng quá nửa rồi. Nhược Hàn hiểu rồi.
Bạch cô nương, thế nào, có tin tức gì không? Vừa có được tin, đó là dưới núi Điển Thành Phong có rất nhiều doanh trại của quân Tấn. Ta với Nhật Hàn tướng quân sau khi thương lượng quyết định đột kích doanh trại, thăm dò thực hư, kết quả lại vô hụt. Vô hụt sao? Lúc ta dẫn quân tới, doanh trại đã trống rồi, chỉ có một vài nồi vừa được bắt lên không lâu, bên trong vẫn còn nóng, có lẽ là vừa đúng. Lúc ban đầu ta cho rằng đây là trùng hợp, nhưng mà liên tục mấy lần đều gặp phải chuyện thế này, đúng là kỳ lạ. Bạch cô nương, quân Tấn xuất quỷ nhập thần, binh sĩ của ta đều nói đùa, lẽ nào quân Tấn biết thuật độn thổ hay sao? Trên đời này làm gì có thuật độn thổ? Không đúng. Bạch cô nương, bọn họ nhất định đang yểm hộ ai đó. Yểm hộ? Đạo lý rất đơn giản. Nếu như họ thật sự đang đóng quân mà chúng ta lại đột kích, không thể nào bọn họ biết trước để chạy sạch sẽ như vậy được. Đây rõ ràng là kế dụ địch chạy vòng. Ý của Bạch cô nương là quân Tấn không định giao chiến với ta mà đang đánh vòng với chúng ta hay sao? Đúng. Sở Bắc Tiệp không muốn giao chiến chính diện với quân ta, nhưng mà trong tay của họ lại không có nguồn nước sạch, chỉ có lương thực mà thôi. Bọn họ cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Kéo dài đối với quân địch mà nói không phải là thượng sách. Trừ phi họ đang dương đông kích tây, thu hút lực chú ý của chúng ta. Rốt cuộc họ đang yểm hộ cho ai? Liệu có phải Bạch cô nương nghĩ quá nhiều rồi hay không? Nó không chừng chỉ là trạm gác của kẻ địch thôi. Khá lợi hại, sớm đã thăm dò ra nơi đóng quân của quân ta, từ đó biết được hướng hành động của quân ta. Không sợ động, chỉ sợ nhỡ may. Nếu sợ Bắc Tiệp đã đoán ra chúng ta hạ độc vào nguồn nước, thì chắc chắn sẽ đoán ra chúng ta nhất định sẽ để lại nguồn nước cho binh sĩ của mình. Mà tính toán con đường này, thượng du nguồn nước thực sự của Điển Thanh Phong chính là đỉnh núi Điển Thanh Phong này. Nếu như ta là sợ Bắc Tiệp, chắc chắn sẽ chỉ thẳng đỉnh núi Điển Thanh Phong này mà tới. Nhưng nửa sườn núi của Điển Thanh Phong, người của ta đã mai phục từ lâu rồi. Nếu sợ Bắc Tiệp dẫn người lên núi, lập tức sẽ bị phát hiện, thì nói chuyện yểm hộ thế nào đi? Từ tướng quân, Điển Thanh Phong này ngoài trừ nơi chúng ta bố binh, còn có con đường khác có thể lên đỉnh núi hay không? Có đường cầu treo vách núi cao. Đường cầu treo vách núi cao thông thẳng đỉnh núi Điển Thanh Phong, nhưng cầu treo hẹp lại cộng thêm giữa núi trơn trượt, gió hẹp núi to, vô cùng nguy hiểm, đã bị bỏ hoang từ lâu. Hiện giờ chỉ là lối đi tắt cho đám thú khỉ. Muốn quân đội đi qua là không thể nào đâu.